Cái này á hả? Dạ. Cái này á hả? Còn xài được không vậy? Dạ, em đang xài á chị. Thôi, chị mua cho em 300 nha. Chị thêm cho em một chút được không chị? Thấy hoàn cảnh của em vậy á, chị mới mua giá này á. Chứ người ta đâu có đâu. Mà em nhìn thấy đi, cái tư quy này bây giờ ai mà xài nữa? Giờ sao? Có chịu không? Không chịu thì trả lại. Thôi em bán chị. Nè, tiền nè. Nè, bố chồng em bệnh nặng lắm hả? Có cần tiền không? Chị chỉ chỗ này dai cho. Giá cả hợp lý lắm á. Dạ, em cảm ơn chị. Thôi, chị về nha. Có gì liên lạc với chị nha. Xe lên bệnh viện, còn tiền thuốc, tiền ăn ở nữa. Trong nhà chẳng còn gì giá trị ngoài quyển sổ đỏ này. Còn người thì còn của. Mình phải chữa trị cho anh ấy. Mình không thể nào mất anh ấy được. Anh em có ngoan không? Dạ có. Mẹ, mẹ có mua được chơi cho con không? Mẹ có ghé, nhưng mà tiệm người ta đóng cửa rồi. Để hôm khác mẹ mua cho con nha. Dạ. Để con để xe cho. Cho em nữa. Nè. Rồi, vô nha. Đi. Em nghe người ta nói á, là nước củ lá này tốt cho sức khỏe của anh lắm. Bệnh của anh chữa không có khỏi đâu. Em đừng có cố gắng nữa. Hãy để dành sức khỏe anh để lo cho hai đứa con. Anh nói cái gì mà chữa không khỏi? Bác sĩ nói á, chỉ cần anh uống thuốc đều đặn là sẽ hết bệnh à. Em đừng có giống anh nữa. Mình phải đối diện với sự thật xem. Bữa giờ sau khi anh chết, cố gắng giữ sức khỏe để lo cho hai đứa con. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải sống cho tốt để lo cho hai đứa nhỏ. Anh nói gì kỳ cục quá. Anh phải sống với mẹ con em 50 năm nữa. Nhanh,
lắm. Sao hôm nay con về sớm vậy? Dạ hôm nay là buổi học cuối kỳ nên cô cho về sớm. Vậy kỳ này con có được học sinh giỏi không? Dạ có. Con của mẹ giỏi quá. Dạ. Nợ ngập đầu. Mày đặt đi học với Hành hả mày? Mấy người là ai vậy? Anh Đại kêu tụi ta tới đây lấy tiền lại. Tiền đâu? Tới đây. Tôi chưa có tiền. Anh về nói với anh Đại á, ráng giùm tôi thêm mấy bữa nữa đi. Mấy bữa là mấy bữa? Khoảng một tuần. Một tuần lễ nữa tụi tao quay trở lại không có tiền mà trả tiền lời đó. Mày liệu hồn mày đó. Nhiêu chị? Anh cho em xin lãnh tiền lương tuần vừa rồi nha. À, tiền của chị có người lãnh rồi. Của ai vậy anh? Thì tụi đàn em của anh Đại đó. Nó nói chị thiếu tiền của tụi nó nên tụi nó lãnh rồi. Tôi thì làm ăn ở đây nên không muốn dính líu. Anh cảm thấy anh mệt quá, anh xin nghỉ bữa nay. Anh có tiền cho em mượn đỡ được không? Ủa, em cũng đi làm giống anh mà sao lại mượn tiền anh nữa? Không giấu gì anh, hôm nay là ngày em lãnh lương nè. Nhưng mà em còn thiếu tiền của ông Đại á. Ông cho người qua lấy tiền lương trước rồi. Em nản quá. Thôi, nợ thì mình từ từ mình trả không hết mà. Mà em thiếu nhiều quá à, không biết chừng nào mới trả hết nữa. Sao mà khổ dữ vậy ta? Thôi, ở như đây đi về mua đồ ăn đồ uống về cho mấy đứa nhỏ. Cảm ơn anh. Cố gắng đi em. Con, có chuyện gì mà sao mẹ thấy mặt con buồn quá vậy? Dạ, không có chuyện gì. Thôi đừng có giấu mẹ mà, kể cho mẹ nghe đi con. Dạ, trường con sắp đi ra ngoại nhưng mà phải đóng tới 300 ngàn. Con thấy nhà mình nghèo quá, nên con quyết định con không có đi. Nếu mà con thực sự muốn đi á, mẹ sẽ cho con đi. Thôi, mẹ để tiền đó để trả nợ đi. Con không có muốn đi nữa đâu. Để sau này rồi con đi. Con xe đâu? Con xe đâu rồi? Con xe đâu? Tại sao tháng nào mày cũng để tụi tao tới đây lấy tiền lại không? Tôi chưa có tiền. Tôi hứa với anh chắc chắn ngày mai tôi đưa anh tiền. Miệng mày nói thì mày nhớ. Ngày mai mày không có tiền á, còn tao bắt hai đứa con mày để trừ nợ đi. Đi. Sao vì anh chết cố gắng giữ sức khỏe để lo cho con đứa con. Con muốn đi chơi. Số tiền mà bị
bị cáo đã vay mượn là bao nhiêu? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã vay cả vốn lẫn lãi là 600 triệu. Vậy bị cáo đi làm được bao nhiêu tiền một tháng? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đi phụ hồ mỗi ngày được 150 ngàn, một tháng được khoảng 4 triệu, nhưng mà số tiền đó không đủ để trả tiền lời, nên lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ càng ngày càng chồng chất, tuần nào chủ nợ cũng cho người xuống đòi. Anh ơi. Dạ. Con Sen ngủ một bữa giờ đó, trả chưa vậy anh? Nó có một mình mà nó nuôi hai đứa con, mà nó nợ nó trả còn không hết nè, tiền đâu mà trả cho mình em. Em cũng biết như vậy, mà bữa nay tiền nhà mình cũng hết rồi nè, mà lại hôm nay đóng tiền học phí cho con nữa nè. Thôi, để anh chạy qua mấy anh bạn anh hỏi mượn nữa coi. Sao? Mày hứa là hôm nay có tiền trả cho bọn tao. Chiều tôi mới có. Từ đây tới chiều còn 6 tiếng nữa. Mày mà không có tiền á thì hai đứa con của mày á sẽ biến mất. Tôi cấm. Cấm anh đụng tới con của tôi. Trả tiền đi, người ta sẽ không đụng. Được, 6 tiếng nữa tôi đưa tiền cho anh. Gọi chị có gì không nè? Chị, em nghe nói là chị mua giới thận đúng không chị? Có gì không? Chị cho em hỏi á, một quả thận là giá bao nhiêu vậy chị? Đó, mấy chục triệu. Vậy em lấy tiền liền được không chị? Làm gì có vụ đó. Bây giờ á, em có thể lấy trước không nữa. Rồi mới mốt khi mà em lấy thẳng đưa cho người ta thì người ta đưa tiền và còn lại. Vậy ngày mai em làm luôn. Ừ, cũng được. Để chị nhắn tin địa chỉ và thời gian cho em nha. Bây giờ chị đưa trước cho em 20 triệu nè. Cảm ơn chị. Chị về nhắn tin. Thưa hội đồng xét xử, sau khi bán thận được 40 triệu, bị cáo có đem trả nợ, nhưng mà số tiền đó không thấm thía vào đâu vào số nợ. Được vài ngày sau á thì chủ nợ lại cho người xuống đòi. Không có tiền trả nợ á, đừng không ăn vốn. Tụi mày làm gì vậy? Tụi tao tới đây lấy tiền. Tao không có tiền. Không có tiền á thì mày dọn đồ ra khỏi nhà. Nhà của tao á thì tao ở. Tụi mày có quyền gì tụi mày đuổi? Không có nói nhiều nữa, mày vô chụp đồ nó hết rồi tao. Tụi mày dám? Tụi mày mà phá nhà tao hả? Chết đi! Dọn chết đi! Dọn chết tao coi! Tụi mày đừng có thách tao chết thiệt ra! Đi! Đi nhanh lên! Được rồi! Một tên nữa! Ba mẹ con mình phải dọn đồ ra khỏi nhà đó! Mày nhớ đó! Suốt một tuần như vậy để trốn chủ nợ. Lúc đó bị cáo không suy nghĩ được gì hết. Bị cáo cảm thấy rất mệt mỏi và túng quẫn.
nhiều lắm con ơi. Nhà mình sắp bị người ta lấy rồi. Mẹ tới đường cùng rồi. Sống thì mẹ con mình cùng sống. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ có chết á, mẹ con mình mới thoát nợ. Còn uống thuốc nữa con. Con đi trước á, mẹ lo hậu sự cho con xong á, rồi mẹ đi theo sau con nha con. Bị cáo nở ra tay sát hại con của mình. Thưa hội đồng xét xử, lúc đó bị cáo nghĩ là bị cáo đã chết rồi. Vậy bị cáo có vấn đề gì về tâm thần không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo hoàn toàn bình thường. Chỉ vì trong một phút nhất thời, bị cáo không tìm ra được lối thoát, nên bị cáo nghĩ là mẹ con cùng chết để thoát nợ, để gia đình được ở bên nhau. Mời luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm của mình. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi tham gia phiên tòa hôm nay để bào chữa cho thân chủ của tôi là chị Nguyễn Thị Sen. Sau khi nghiên cứu hồ sơ cũng như là theo dõi diễn biến phiên tòa hôm nay, tôi xin có một số ý kiến như sau. Chị Sen sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, đứa con 17 tuổi mới vừa qua đời do tai nạn giao thông. Chồng thì chết do bệnh hiểm nghèo. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý rất là nặng nề. Bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Bị cáo có nhân thân tốt và đây là hành vi phạm tội lần đầu. Nhận thức pháp luật của bị cáo còn hạn chế, chỉ vì quẫn trí mà nhất thời phạm tội. Bị cáo hiện còn nuôi con nhỏ, lại là nguồn thu nhập chính của gia đình. Vì vậy, tôi đề nghị hội đồng xét xử hãy áp dụng khoản K điểm B khoảng 1 điều 46, áp dụng khoảng 2 điều 46, áp dụng điều 47. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của bộ luật. Tôi xin hết. Mời luật sư ngồi xuống. Mời đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm đối đáp của mình. Kính thưa hội đồng xét xử, việc luật sư xin giảm nhẹ hình phạt là không phù hợp với diễn tiến khách quan của vụ án bởi các lý do sau. Bị cáo đã ra tay sát hại chính con ruột của mình. Hoàn cảnh khó khăn, bị cáo có thể nhờ đến cơ quan chức năng, không vì lý do đó mà tìm đến cái chết. Đứa trẻ 11 tuổi không có tội. Tôi xin hết. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Đến đây, tôi xin chấm dứt phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo được phép nói lời sau cùng. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã biết việc mình làm là sai trái. Bị cáo rất ân hận. Kính mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về nuôi con. Tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù. 18 năm tù.
cái giá phải trả cho hành động trong lúc túng quẫn. Nhưng có lẽ hình phạt lớn nhất với người phụ nữ này chính là những ngày sau đó. Những ngày chị không được sống cùng đứa con gái 4 tuổi. Đứa bé ấy sẽ phải sống như thế nào khi thiếu tình yêu thương của cả cha và mẹ?